trình sản xuất, khi mà mình có những cái phần phôi gỗ đẹp rồi thì mình có làm cũng đoạn sau trà mịn hay là ghép sản phẩm vào thì nó đều đẹp. Đó là công đoạn rất là quan trọng khi mà lựa chọn phôi. Xin chào toàn thể các bác. Chỉ trong vòng 5 phút em Chiến sẽ dẫn các bác đi xem quá trình tạo ra những chiếc tủ quần áo bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Thực ra thì trên thị trường rất là nhiều những sản phẩm tràn lan giả và không đúng chất lượng mong muốn theo cái nhu cầu của mình. Ví dụ như mình muốn tìm một chiếc tủ mà muốn bền và chất gỗ tốt, nhưng là mình lại không biết được cái quá trình sản xuất trước đấy diễn ra như thế nào, và khiến cho mình lựa chọn sản phẩm không được chính xác. Và cái điều thú vị độc đáo được bật mí ở đây đó là cái quá trình tạo ra sản phẩm ngay tại xưởng sản xuất như này. Đấy, để cho các bác có thể nhìn thấy thực tế về những cái quá trình sản xuất một chiếc tủ qua đôi bàn tay của một người thợ lâu năm. Đấy. Ở đây thì có anh Tân có kinh nghiệm là 15 năm trong nghề rồi. Anh đang ra phôi chọn gỗ. Anh Tân ở đây là mình đang làm công đoạn này anh. Anh đang làm nội thất em ơi. Làm nội thất à? Anh có thể chào các bác ở trên này không được? Chào tất cả hội tâm học thành phố Hồ Chí Minh nha. Chia sẻ với các bác là anh Tân là quê ở Quảng Bình. Với kinh nghiệm là 15 năm trong nghề rồi. Anh đang ra xong cái phần ra phôi của tủ gỗ đỏ. Thì trong cái quá trình tạo ra một chiếc tủ gỗ đỏ thì nó sẽ có bao gồm những công đoạn. Đầu tiên là phải ra phôi gỗ. Mình sẽ phải lựa chọn những cái phần gỗ đẹp ra phôi. Và những cái gỗ này thì anh Tân đã cắt ra sẵn để cho nó khô, hạn chế được cái việc mà nó co ngót và nứt không mong muốn. Ở đây ra phôi. Và tiếp theo công đoạn thứ hai là sẽ làm thô. Khi mà ra phôi xong rồi sẽ làm thô, cắt nhá, làm thô những cái phần mặt gỗ lên kích thước này, cắt thô này, giống như là ở đây có một cái tấm gỗ gõ đỏ Pachi mà anh Khang, đây là anh Khang đang làm cái phần thô, đó là làm mịn sản phẩm. Sau khi mà đã cắt đúng theo kích thước, bây giờ đang hoàn thiện cái phần làm mịn đây. Để cho các bác xem thực tế luôn. Đấy. Đấy, trà rất là mịn. Ở đây là những cái phần mùn cưa mà trà xong, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, mùn cưa trà xong. Tiếp theo thì vẫn là công đoạn là trà mịn. Ở đây là cái phần nóc trên đúng không anh? Đây là cái phần cột của phần bên hông tủ. Chia sẻ với các bác, đây là anh Khang. Anh Khang với kinh nghiệm là bao nhiêu năm rồi anh nhỉ? 30 năm rồi. 30 năm trong nghề rồi. 30 năm trong nghề rồi. Các bác nhìn thấy gỗ đỏ mịn chưa? Đẹp chưa? Đấy, làm mịn xong. Đây là cái phần hông tủ, cái khung phần bên của tủ quần áo đấy. Phần bên của tủ quần áo khi mà dựng đứng lên nó sẽ như này. Đấy, tấm này thì hoàn thiện trà mịn rồi. Đấy là công đoạn cắt gỗ, ghép mộng và làm thô. Thì hôm nay thì em Chiến mới quay đến cái đoạn là trà mịn rồi, còn công đoạn ghép hôm trước là không quay, nhưng mà để cho các bác xem thực tế là nó đang làm như thế này các bác nhá. Đấy là công đoạn về trà mịn và ghép. Khi mà hoàn thiện những cái công đoạn như vậy, trà mịn này, ghép những cái phần mộng, khung xương hết rồi, thì tiếp đến là ghép những cái tấm thành khung tủ luôn, hình dáng của tủ. Và sẽ quét lót, phun bóng lên màu cho sản phẩm. Và thường cái bộ này sẽ lên một cái màu gỗ đỏ tự nhiên rất là đẹp. Đấy, các bạn hãy chờ đón xem sau khi hoàn thiện nó sẽ như thế nào nhá. Ở đây là đang trà mịn đây. Và công đoạn cuối cùng là bàn giao đến nhà khách hàng thôi. Và chiếc tủ quần áo này sẽ được giao đến nhà bè cho chị Hiếu và anh Giang ở nhà bè. Hôm nào mà đi lắp đặt thì em Chiến sẽ dẫn các bác đi xem thực tế. Đấy, thực tế quá trình sản xuất khi mà mình có những cái phần phôi gỗ đẹp rồi thì mình có làm cũng đoạn sau trà mịn hay là ghép sản phẩm vào thì nó đều đẹp. Đấy, đó là công đoạn rất là quan trọng khi mà lựa chọn phôi. Như thanh này gỗ đỏ các bạn, mặc dù mỏng thôi nhá các bạn nhá. Vâng, mặc dù mỏng thôi nhưng mà nó khá là thẳng đấy các bạn. Đó, các bạn thấy không? Gỗ gõ đỏ cái thanh này dài khoảng 1 mét. Các bạn thấy không? Phẳng, mặt phẳng đấy nhá. Thế để cho các bác nhìn thấy cái chất liệu gỗ đỏ nó bền như nào. Như cái tấm gỗ khác thì có khả năng nó sẽ mơ lên rồi, nhưng mà riêng cái thằng gỗ đỏ này các bạn yên tâm. Chính vì vậy mà khi mà các bác sở hữu một cái tủ quần áo gỗ đỏ, đó là cái sự đẳng cấp riêng. Thứ nhất là phải biết chơi gỗ, thứ hai là mình phải có tài chính một tí các bác nhỉ. Đó là chia sẻ. Tấm gỗ này khá là khô rồi. Còn đây là cái phần cánh. Phần cánh của chiếc tủ đang gắn keo lại những cái phần mộng. Cái điều khác biệt giữa một chiếc tủ hàng chợ rẻ tiền và một chiếc tủ đặt theo yêu cầu thì đây là một cái điều độc đáo, chính là những cái phần mộng ở đây này các bạn này. Ở đây tất cả những cái phần, đây là cánh cửa. Đấy, là được thiết kế theo cái mộng. Đây là các bác thợ gọi là mộng mòi. Đấy, mộng mòi. Từ đây tất cả đều được ghép mộng ở đây. Đấy, mộng mòi mòi vào trong này. Đấy, nên là làm như này nó sẽ tốn nhiều công, cần có sự tỉ mỉ. Nhưng ngược lại thì chiếc tủ của mình nó sẽ bền bỉ theo thời gian và xứng đáng với cái công sức của người thợ bỏ ra. Và làm như này thì cần có đôi bàn tay của một người thợ kinh nghiệm, tức là cũng phải là yêu nghề các bạn. Đó chính là những cái sản phẩm tinh thần của người thợ tạo ra, mong muốn sẽ tới tay người sử dụng với độ bền và hài lòng nhất. Đây, các bác nhìn này. Ok không các bác? Đấy, phần mộng đấy nhá. Còn đây là anh em đang ghép phần keo ở những cái phần mộng. Đấy, phần mộng. Gỗ đều lựa chọn liền nạp ở phần những cái phần như này. Đấy. Ok, đó là cái sự khác biệt giữa một chiếc tủ bình thường và chiếc tủ đặt các bạn. Đây là cái máy các bác nhìn thấy cái máy gì không? Có bác nào làm thợ mộc không? Máy này là máy cắt. Nhưng mà thiết kế này là sự sáng tạo của người thợ. Mỗi người có một cái sự sáng tạo riêng. Đấy, các bác thấy chưa? Hôm nay được cùng em Chiến xuống xưởng xem quá trình gia công chiếc tủ gõ đỏ thực tế này. Thì đó là điều mà rất là thú vị và mình sẽ cảm thấy yên tâm khi mà đặt làm một cái sản phẩm về đồ gỗ bất kỳ. Ví dụ như đây này các bạn, đây là đang làm khuôn khung chính của cái phần bản phần bên cạnh của chiếc tủ, phần bên. Và đây các bác nhìn này, cái sự đặc biệt của gỗ đỏ và gỗ đỏ này, vân của nó rất là đẹp, rất là rõ ràng luôn. Vân thì vân núi. Tủ bình thường không nói nhưng riêng tủ gỗ đỏ có những đường vân này thì càng độc đáo này, các bác thấy không? Đấy, mà gỗ thì liền lạc ở đây. Thì đấy là một cái quá trình trong khi mà làm ở chiếc tủ gỗ ở gỗ đỏ như vậy các bạn. Nếu như mà các bác cảm thấy có điều gì còn băn khoăn hay là thấy thích thú trong video này thì các bác cứ comment ở dưới để cùng trao đổi tương tác cùng với anh em Sơn Sập Gỗ. Và bác nào mong muốn mình có một chiếc tủ gỗ đỏ đúng theo ý của mình, đấy, theo cái mong muốn này, theo kích thước này, theo cái tài chính của mình thì anh em đều có thể tư vấn cho các bác phù hợp như vậy. Và sẽ quay những cái video trong cái quá trình sản xuất như này để cho các bác có thể xem thực tế nha. Đấy, đây là đang ghép ghép keo AB đúng không? Đúng rồi, keo AB. Vâng. Đây là cái phần gì của tủ anh nhỉ? Phần này là phần đợt, ngăn đợt, ngăn tầng. À, ngăn tầng của tủ. Đấy, ngăn tầng. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Tất cả từng công đoạn đều được làm chuẩn chỉ. Chuẩn chỉ. Đây. Nếu như mà anh Tân mà không bào mịn phẳng cái này, khi mà ghép vào thì nó sẽ vênh anh Tân nhỉ? Đúng rồi. Nhưng mà một người thợ thì cái đấy là cái điều cơ bản rồi. Đấy, ép lại như này. Đấy, để ép lại như này. Đấy, thế nó mới khít được. Tại vì sao mà lúc nãy em Chiến chia sẻ là mình làm cái đồ nội thất hay là đồ gỗ mà mình để gỗ thô nó khô ấy, thì bây giờ nó co ngót ổn định rồi. Và tiếp theo là đến công đoạn là mình gia công như này, ép hai tấm vào như này này, gắn keo, thì gần như là gỗ nó không co ngót hay là co giật mạnh nữa. Ghim vào đầu nó sẽ bền như thế luôn. Đấy. Ngoài ra thì nó gõ đỏ nữa thì đúng là bền như vậy luôn các bạn. Ghim ép như nào nó sẽ như thế luôn. Ok, cảm ơn các bác đã xem video này nhá. Nếu như bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký, và có cái góp ý gì thì comment ở dưới. Ok, cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.